Chào là các bác nha, hôm nay cửa hàng em lên clip giới thiệu cho bác một lô máy cưa vãi nhá. Máy anh em gồm có tay dài, tay cụt này, Echo nhá. Đó, đấy, Makita này, Shindawa 380 nhá. Rồi, bác xem video cho em xin nút like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo nhá. Số điện thoại liên hệ cửa hàng là 0969 33463 nhá. Sản phẩm khi các bác mua cưa bên em gồm rũa tip và tô vít này. Đó, bên em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Đến nơi các bác được kiểm tra hàng này, test hàng thoải mái luôn. Bảo hành cho các bác 6 tháng nhá. Đấy, giới thiệu luôn lô máy ngày hôm nay nhá. Lô này để lô chữ V này. Đó, đầu tiên là con V1 nhá. Tầm con đến giới thiệu. Con này là Kiodip Echo các bạn. Con này là V3200 nhá các bác. Đó, công suất 32cc này. Đó, bác nào mua về cắt củi quá ok nhá. Đó, RAM là RAM 35 nhá. Xích là xích chung 91 này. Đó, máy ngoại hình là tương đối đẹp nhá. Đấy, máy thì bị mất cái lá chắn nhá, nhưng bên em đã lên một sợi xích mới hoàn toàn cho các bác rồi nhá. Đó, sợi xích rất chi là mới luôn. Đó, các bác mua về cắt củi gia đình này. Đó, và cắt xung quanh vườn nhà quá ok nhá. Đó, máy nặng chỉ khoảng hơn 5kg một tí thôi. Đó, rất chi là nhẹ nhàng cho các bác cầm nhá. Đó, máy thì bị mất thắng xích rồi các bác. À, mất tay lá chắn rồi các bác nhá. Đó, rồi test nổ con V1 cho các bác nhá. Giá chỉ là 1,7 triệu thôi, giá rất chi là rẻ. Rất chi dễ nổ các bác nhá. Đó, máy chạy quá ok luôn, nhưng mỗi tội bị mất tay chắn này các bạn. Đó, cũng không quan trọng mấy đâu. Đó, bên em đã lên bù một sợi xích mới cho các bạn. Đấy, sợi xích rất chi là mới luôn, mới hoàn toàn. Đấy, tiếp theo con V1 này giá chỉ là 1,7 triệu bao ship nhá. Con V2 này là một con đến từ thương hiệu Hitachi các bạn. Hitachi nhá, công suất 33cc các bạn. Được trang bị là RAM 35 này, xích là xích chung 91 nhá. Đó, thắng kiếc này vẫn còn nhá, bơm thắng phụ này. Đó, đầy đủ chức năng cho các bác nhá. Các bác mua về cắt củi gia đình này, cắt xung quanh vườn nhà nhá. Các bác leo trèo tiểu cành này. Đấy, các bác có tuổi nhá, quá ok luôn. Bác nào mà chưa dùng máy bao giờ, con này cũng là một sự lựa chọn cho các bác nhá. Đó, máy chỉ nặng khoảng hơn 4kg một tí thôi. Đấy, rất là nhẹ nhàng cho các bác này. Đó, thắng kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chi là nhẹ nhàng. Đó, bồ biếc rất chi là trắng này. Đó, đây các bác nhìn qua máy nhá. Máy đẹp trên 90% cho các bác nhá. Đấy, để test nổ con V2 cho các bác nhá. Giá chỉ là 2 triệu bao ship. Đó, các bác bật công tắc lên. Đó, đầy riêng thì rất chi là trắng, rất là dễ nổ. Đấy, các bác gạt lên nha. Rất chi là nhẹ nhàng luôn. Đó, chỉ hơn 4kg một tí thôi. Máy rất là đẹp. Đấy, con V2 này giá là 2 triệu bao ship. Đó, khi bác mua sửa máy em thì nơi bác được kiểm tra hàng nhé. Đó, con tiếp theo con V3 này là một con đến thương hiệu Echo nhé. Con này là 3301 nha các bác. Đó, công suất 33cc các bạn. Được trang bị là RAM 35 này, xích là xích mini nhé. Đó, RAM Latin luôn. Đó, rất chi là dày dặn cho các bác này. Đó, máy thì đây các bác nhìn qua máy nhé. Đó, các bác mua về đi khai thác gỗ nha. Đó, đất manh khoảng 50-60 quay đầu quá ok luôn. Đó, đặc điểm của dòng Echo này, máy rất chi chạy rất chi là bền các bác nha. Máy càng nóng càng dễ nổ các bác nha. Các bác yên tâm điều à, máy nếu máy nóng không khó nổ cũng có đâu. Máy càng nóng càng dễ nổ các bạn. Đó, máy này, máy chi nặng khoảng hơn 5kg nhá. Đó, các bác nhìn này rất chi là đẹp. Để test nổ con V3 cho các bác nhá. Giá chỉ là 2,1 triệu bao ship này. Đó, hơi hám rất chi là căng, dây giật rất là trắng nhá.
chỉ là bốc luôn. Đấy, con 30331 này giá chỉ là 2,1 triệu nha, con V3. Đấy, 3 ship cho các bác. Đấy, tiếp theo con V5 này. Là V4 nhá, là một con đến thương hiệu Mazu Giang Mai các bạn. Đó, công suất 34cc các bạn, được trang bị là lam 35 nha, xích là xích mini này, lam là tinh tỏa nhiệt rất chi là ấy nhá, rất chi là chắc chắn này. Đó, máy ngoại hình nhá. Cái này là bụi các bác lấy rẻ lau nhá, sạch này. Đó, chỉ là bụi thôi. Đó, các bác mua về cắt củi gia đình nhá. Đó, rất là ok luôn. Đấy, đi cắt gỗ, hạ cây gỗ đứng, cuối keo dừa mít nhá, quá ok nhá. Vành khoảng 50 60 quay đầu. Rất là ok. Đặc biệt cắt gia đình quá tuyệt vời luôn. Đấy, con V4 này giá chỉ là 2,4 triệu bao ship nhá. Đó. Để tiễn nổ con V4 cho các bác nhé. Đó. Rất chi là dây rất là trắng này. Cần rất là dễ nổ nhá. Chạy rất là bốc, một tay không thể giữ được các bạn. Đó, con V4 này giá chỉ là 2,4 triệu bao ship nhé. Đấy, tiếp theo con V5 này là một con đến thương hiệu Makita nhé, có công suất 34cc này. Đó, các bác mua về cắt củi gia đình nha. Đó, các bác cắt đi khai thác tầm trung nhé, rất là ok luôn. Cây quế keo mít gỗ đứng rất ok nhá, lốc điếc hàm rồng rất chi chắc chắn này, được trang bị là lam 35 này, xích là xích chung 91 nhá. Đó, bơm xăng phụ này. Đó, thắng kích thắng thiếc này, đầy đủ cho các bác nhá. Con V6 này đó, chỉ nặng khoảng hơn 5kg thôi. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, con V6 này giá chỉ là 2,6 triệu thôi, Makita. Đấy, để test nổ cho các bác nhá. Đấy, có trục giật trợ lực này. Các bác có tuổi dùng quá là ok luôn. Đấy, để test nổ con V5 cho các bác nhá. Giá chỉ là 2,6 triệu bao ship này. Đấy, trợ lực các bác giật rất là nhẹ nhàng. Rất là bốc luôn. Còn V6 này giá chỉ là 2,6 triệu bao ship nhá. Đấy, con tiếp theo con cuối cùng này. Đấy, con số 6 này là một con đến từ thương hiệu Shinagawa nhá. Một thương hiệu quá nổi tiếng này. Con này là 380 các bạn. Công suất 40cc, được trang bị là lam 40 nhá. Xích là xích mini này. Đó, hai ốc lam rất chi chắc chắn nhá. Đấy, Shinagawa một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu mua về khai thác gỗ tầm trung nhá, cắt cây gỗ đứng nhá, quanh khoảng 120 quay đầu, quá ok luôn. Đó, máy chạy rất chi là bốc luôn. Đấy, máy chị nặng khoảng hơn gần 6kg thôi. Đó, Shinagawa 380. Đó, bác nhìn mặt trước này, bô biếc nhé. Đó. Đấy, máy rất chi là đẹp. Rồi, ok, con V6 này đã chỉ là 3 triệu nhé. Đấy, để test nổ cho các bác này. Đó, là người hám dây giật rất chi là căng. Rất chi là căng nha. Ừ, rất là căng nha. Đó, con V6 này giá chỉ là 3 triệu bao ship nhá. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0969 33463 nhé. Rồi, đó xem video cho xin một like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác.